Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với S Channel và mình là Danh. Cái đoạn vừa rồi thì mình chỉ làm hài hài vui vui vậy thôi. Chứ thực ra trên màn mình hiện nay là một cái đèn ngủ, mang hình dáng là một cái bình đựng nước với chức năng là một cái loa. Và đây là cái sản phẩm mà các bạn sẽ nhận được, một cái món quà tặng mà khi các bạn đặt trước bộ đôi Samsung Galaxy A2017 sắp được ra mắt của Samsung. Bạn ngày hôm nay hãy cùng mình điểm qua xem cái loa này có gì thú vị nhé. Đầu tiên về phần thiết kế thì cái loa này có hình dáng giống như cái bình đựng nước vậy, cho nên khi mà mình để lẫn nó vào mấy cái bình đựng nước ở công ty á thì trời, bao hộp luôn theo kiểu mà giống như ngụy trang cái Úc vậy. Không những thế thì các bạn có thể đặt cái loa này ở bất kỳ đâu tại nhà các bạn xem nó như một vật trang trí, bởi vì thiết kế của nó cũng khá là đẹp mắt và sang trọng. Về phía bên ngoài thì chúng ta có thể dễ dàng thấy được có hai phần riêng biệt rõ ràng. Ở phần phía dưới là phần loa 360 độ, tức là các bạn có thể đặt cái loa này ngay giữa và mọi người ngồi xung quanh cái loa này thì chất âm sẽ không bị ảnh hưởng. Phía sau thì chúng ta sẽ có một cái cổng AUX, một cái micro USB dùng để sạc và một cái phím Bluetooth. Ở phần phía trên sẽ là bộ đèn led có thiết bị được bao phủ bằng một lớp nhựa mờ màu trắng đục. Do được thiết kế bằng nhựa mờ nên khá là dễ bám bẩn, tuy nhiên thì các bạn có thể dễ dàng làm sạch nó bằng một cái loại khăn mềm. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái quai cầm màu nâu kiểu mà giả da, tuy nhiên thì được làm bằng nhựa và được làm cố định luôn, các bạn không thể nào di chuyển nó gập gây gập xuống thế nào. Hãy cứ nhắc luôn, làm nữa nó gãy, mất công mình đền. Phía mặt trên thì chúng ta sẽ có bộ điều khiển của loa bao gồm phím tắt mở, phím tăng giảm lượng, và những phím này được hoàn thiện khá là tốt, không bị lỏng lẻo. Ngoài ra thì sau một khoảng thời gian mình trải nghiệm thì mình phát hiện thêm hai cái phím bí mật nữa, kiểu là ninja ẩn dấu ấy, thì nằm ở đây và nằm ở đây. Hai phím này chính là hai phím điều khiển đèn led nhanh. Đấy, bật lên nó sáng lên. Tuy nhiên thì hai phím này có chức năng tương tự và có thể thay thế cho nhau, chứ không phải là một phím tăng và phím giảm như cái cửa âm lượng ở đây. Nói về âm thanh của loa này thì chất âm nằm ở mức khá, âm thanh ấm áp, tuy nhiên thì độ chi tiết không được xuất sắc, cũng như âm lượng nằm ở mức vừa phải, chỉ phù hợp cho những nơi có không gian nhỏ. Bass của thiết bị thì nằm ở mức trung bình yếu, quẩy thì không được sướng cho lắm, tuy nhiên mà các bạn có thể dùng nó để nghe mấy cái nhạc kiểu tình quê hương bolero chẳng hạn. Có điều điểm thú vị nhất của cái loa này không nằm ở phần âm thanh mà nằm ở phần đèn led trên đây. Samsung đã thông báo rằng họ đã trang bị cho cái loa này bộ đèn led lên đến 16 triệu màu và các chế độ khác nhau. Ví dụ như khi mình lật cái loa này quay 100 độ trở lên thì mình có thể thay đổi được cường độ sáng của cái loa này. Đấy, đèn bật tắt như thế này. Còn nếu như các bạn muốn thay đổi cái màu sắc của cái loa này thì các bạn có thể cầm và lắc nó như thế này. Đổi vào màu vàng, lắc cái nữa. Hơn nữa đi kèm với cái loa này chúng ta sẽ có một ứng dụng mang tên là Loss Manager dành cho Android lẫn iOS luôn, và các bạn có thể tải nó một cách miễn phí. Và khi các bạn kết nối điện thoại với loa thì ứng dụng này sẽ bổ sung cho các bạn thêm khá là nhiều cái chế độ khác nhau nữa. Ví dụ ở đây mình sẽ có chế độ như là sóng ánh sáng, là nó sẽ chuyển qua chuyển lại giữa các màu sắc khác nhau một cách gọi là ngẫu nhiên luôn, hoặc là kiểu đèn chớp tắt thì nó giật như thế này. Ngoài ra chúng ta sẽ có một chế độ nến thì nó sẽ kiểu lung linh tình mẹ tình cha, lung linh như thế này. Nhưng mà cái chế độ mà mình thích nhất là chế độ đèn âm nhạc ở đây. Đây là chế độ mà kết hợp giữa ánh sáng lẫn âm thanh mà nó bật tắt giống như bạn đang ở bar vậy đó. Này, để mình bật thử luôn. Và nếu như các bạn là một người đơn giản thì các bạn có thể sử dụng ứng dụng này chỉ để thay đổi màu sắc thôi. Ở đây chúng ta sẽ có khá là nhiều bộ màu sắc khác nhau. Hoặc là các bạn có thể sử dụng ứng dụng này để hẹn giờ đi ngủ, kiểu mà đang phát nhạc bao nhiêu lâu á thì chúng ta sẽ đi ngủ. Thì tối đa của cái loa này chúng ta sẽ có là 180 phút. Thì sau khoảng một thời gian ngắn mà mình trải nghiệm cái loa này thì mình thấy cái loa này phù hợp với một công chuyện, đó là các bạn có thể cầm cái loa này đi phượt, đi đêm, nói chung là đi dã ngoại ngoài trời. Buổi tối thì các bạn có thể đặt cái loa này ngay giữa và mọi người có thể ngồi xung quanh sinh hoạt với nhau, nghe nhạc, mở đèn gì đó, khá là hay. Còn không thì các bạn có thể cầm cái loa này vào liều, bật qua cái chế độ nến này, bật nó lung linh một chút, xong rồi bật cái nhạc du dương lãng mạn, và sau đó các bạn làm việc gì nó cũng dễ. Về cái thời gian sử dụng thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, bởi vì Samsung trang bị cho cái loa này một thời gian sử dụng khá là lâu, lên tới khoảng 8 tiếng nếu các bạn chỉ nghe nhạc hoặc bật đèn, hoặc là 4 tiếng nếu như các bạn sử dụng hỗn hợp, tức là trâu hơn khá nhiều so với các loại loa Bluetooth trên thị trường hiện giờ. Ngoài ra thì các bạn còn có thể sử dụng các viên pin dự phòng để có thể sạc qua cổng micro USB ở đây. Không những thế thì ở dưới máy chúng ta còn có phần nhựa mềm ở đây, và cái phần nhựa này chính là phần dành cho cái việc sạc không dây dành cho qua cái đế Samsung ấy, các bạn hãy đặt phía trên như thế là xong. Nói tóm lại thì đây là một sản phẩm công nghệ khá thú vị đến từ Samsung, khi mà các bạn có thể đặt nó tại nhà như một món đồ trang trí hoặc là mang nó ra ngoài đường như là một cái loa di động. Và nếu như các bạn muốn sở hữu nó thì đừng quên đặt trước bộ đôi Samsung Galaxy A2017 nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video, nếu thấy hay đừng quên nhấn like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.